chào cả nhà nha. Hôm nay mình mới đi siêu thị với con trai đó, nó thèm gà chiên giòn ha. Thử giờ mình sẽ chế biến, giờ mình cứa cứa ra, mình rửa sạch rồi các bạn. Rồi cứa mỏng ra cho nó nhanh chín, đúng không? Với lại nó thấm gia vị nữa. Thì thích ăn gà có để có da hay là không da? Có gà với có thịt luôn. Có da có thịt luôn hả? Rồi bác sĩ chiên chiên giòn bằng bột chiên giòn Auschwitz. Rồi công tác mình chế biến sơ chế đã xong, giờ thì mình chỉ ướp sơ cái này chưa mình chỉ ướp sơ cái hạt nêm thôi các bạn. Rồi tại vì cái bột chiên giòn này nó bột chiên giòn này nó đã có gia vị trong này rồi các bạn. Có cái gì mình lắc ra cái này thấy đâu, nó quảng cáo tivi nó bỏ vô cái hộp nó lắc rồi không làm thử không biết ra sao. Rồi mình để ướp khoảng 15-10 phút đi cho nó thấm cái gia vị vào. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ bắt cái chảo lên cho nắng vào trước. Ăn món này hào dầu lắm nha Phi. Dầu tôi muốn pha hơi nhiều dầu á. Hết trời dầu của mẹ luôn rồi. Rồi để ra đây, để tí cho nó dầu nó nóng. Bây giờ mình sẽ cho cái bột vào. Mấy muỗng ta? 1, 2, 3 muỗng quá. Mùi nó có gia vị luôn à. Bắt hơi bị khó. Chúng đầu bếp chuyên nghiệp quá ha.
điều không? À, ngon lành quá ha. Lách thêm cá nữa. Rồi, giờ mình cho nó vào chảo. Cái mì nó nhỏ rồi ba. Một hồi nó nhỏ đó ba. Rồi, cho nó vào. Cái cửa thùng quá. Để cho nó vàng một bên đã. Giờ mình lật lại các bạn. Đó, vàng rồi. Giờ mình lật nó lại các bạn. Đó, vàng rồi. Vàng giòn rồi các bạn ơi. Mình phải trở liên tục ha. Giờ này trở liên tục. Không là nó cháy. Hấp dẫn. Đây. Biết sao? Người vàng nó mất vàng.
nhà mà để cái cánh gà đúng không thì có da không? Thất bại rồi, để mai mua cánh gà nha. Thịt gà hay trứng gà cũng được. Hả? Thịt gà hay trứng gà cũng được. Mà do nó mắc cái da nên nó không có giòn nè. Thất bại rồi. Nhìn bạn ươm ha. Chắc rồi. Ngon không Diệu? Ngon. Dạ ngon chứ. Dạ ngon. Dạ giỏi. Ngon vậy? Rồi tạm biệt mọi người đây nào. Bye bye. Diệu, bye bye Diệu. Ừ. Tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Đây to mấy đứa nhóc nhỏ này ăn cơm nữa. Chào quá. Bye bye.